Chào các bác, video clip hôm nay em đặt trần dành cho các bác đam mê âm thanh cổ cũng như là đam mê đầu băng cối. Hôm nay bên em lên sóng cho các bác một siêu phẩm chiếc đầu băng cối Akai X360D, một model hiếm gặp và một model phải nói rằng thực sự là hay, và thực sự là hay trong cái tầm giá các bác nhé. X360D có một thiết kế phải nói rằng tuyệt đẹp luôn. Toàn bộ máy thì được đặt trong một hộp gỗ và dòng này thì có cả cái tấm lắp gỗ đây. Đấy, nếu như dạng như là vali, đấy, nếu như các bác đi xa thì các bác có thể đóng lắp gỗ lại và có đầy đủ những cái khuy khóa như này. Đấy, còn rất đẹp, đầy đủ các bác nhé. X360D là một dòng máy phải nói rằng cho cái chất âm tuyệt vời. Đấy, ở đây hãng có nhấn mạnh là Crosshead, tức là cái phần đầu từ của nó được nâng cấp, cái dòng đầu từ khá là cao cấp các bác nhé, đầu từ sắt. Đấy, cái dòng Akai ấy thông thường là sử dụng cái từ thủy tinh, nhưng mà cái dòng này được sử dụng cái từ sắt cho nên cái chất âm rất hay, và chất âm phải nói rất hay. Toàn bộ mặt máy sẽ sở hữu cái mặt nhôm phay màu trắng này các bác nhìn. Cái mặt này thì em đảm bảo với bác là không có một vết xước luôn, không có một vết xước. Bên trên chúng ta sẽ có một cụm đồng hồ hẹn giờ, chế độ revert automatic, chúng ta có thể hẹn giờ cho em nó quay đi quay lại, rất thông minh. Đấy. Xuống bên dưới thì các cái đường dẫn băng, cái đường bánh đà bên phải thì chúng ta có trục bu ly, rồi phần bánh tì còn rất mới. Chế độ sụp ọt, tức là tự động tắt nguồn khi mà hết băng. Xuống bên dưới thì máy có khá là nhiều những cái phần chế độ nghe, chế độ tốc độ này, chế độ nghe ở đây, chế độ shutter 3/1/2 nằm ở đây, hai cụm đồng hồ vu. Đồng hồ vu của X360D tuyệt đẹp luôn. Các bác xem tuyệt đẹp. Đây là sẽ tháo băng ra cho các bác quan sát cái phần mặt mũi của em nó. Và em này thì thực sự là đáng chơi các bác ạ, hiếm gặp trên thị trường. Đây các bác nhìn giúp em, những cái phần phím volume đây, nó đẹp và nó sang trọng cỡ nào. Một em máy vô cùng đẳng cấp, hãng trau chuốt tỉ mỉ cho em này đến từng chi tiết các bác nhé. Trau chuốt đến từng chi tiết luôn, rất đẹp. Đấy. Ở đây thì có một cái chế độ rất hay là cái chế độ đèn light này sẽ báo sáng khi mà cái đầu từ này cần phải vệ sinh. Đây. Các bác có thể đọc được cái dòng chữ này không? Đấy, tức là lau chùi đầu từ khi mà đèn này sáng chứng tỏ là đầu từ đã bẩn và nó báo cho mình phải lau đầu từ. Cái điều này thì hãng làm giống như là một số các cái đời như của Reebok cũng có cái chế độ này, thì nay ở Akai cũng đã có các bác nhé. Đấy, hình thức thì siêu đẹp luôn. Mặt đây các bác xem, con này phải nói rằng thực sự là mới. Những cái phần phím này, đấy, volume nhỏ xíu như này, các bác thấy nguyên những cái vân chảy tia hoặc là cái phím ở trên này rất đẹp. Đấy, cái mặt của nó mặt màu trắng, đấy, mặt màu trắng phay nhôm. Đấy, toàn bộ máy được đặt trong một cái hộp gỗ và cái phần vân gỗ của Akai đây, tuyệt đẹp luôn. Đây cái phần lắp gỗ đây. Đấy, các bác di chuyển này, các bác cứ lắp vào cho em. Đây, các bác xem, quá mới, thực sự không còn gì để nói. Đấy, hình thức lõn là cho các bác chơi, keng xà beng các bác nhé. Đấy, rồi đến cái phần nội thất ở phía đằng sau này. Đấy, model là 360, con này thì công suất tiêu thụ 150W, chế độ chơi đa cầu điện em đang để chế độ là 220V các bác nhé. Và xin thưa với các bác, con này có một kích thước rất nặng. Kích thước của nó nếu như em bê thì em áng chừng nó phải 30 cân. Đấy, không hiểu sao một em máy đầu cối có thể lên tới 30 kg. Đấy, vì cái phần linh kiện bên trong rất nhiều. Con này thì về thiết kế em nó chạy băng 3, băng 5, băng 7 inch và chơi băng 4 track autovert 2 chiều các bác nhé. Đấy, autovert 2 chiều. Hình thức thì rất là đẹp rồi, bây giờ em sẽ lắp băng vào và test cho các bác nghe. Và với cái sản phẩm X360D, bên em sẽ giao lưu cùng các bác mức giá 14.500.000 đồng, mức giá gọi là cực kỳ hấp dẫn cho các bác chơi, hàng độc dược cho các bác chơi. 14.500.000 đồng giá thì chưa bao gồm băng. Mọi nhu cầu mua sắm các bác alo cho em. Bên em với địa chỉ tại phố Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, giao hàng đi toàn quốc. Giá em báo sản phẩm là chưa bao gồm phí ship, 14.500 cho em X360D. Siêu hay luôn. Em sẽ test cho các bác nghe cái chất lượng âm thanh của em máy này. Và em giật mình về cái chất lượng âm của em đó.
gió mưa nhiều. Lời nào ta dốc vào tim nhau trong 14.500.000 đồng cho em MX360D đẹp xuất sắc. Từ đó